Cái này mình làm bắp cải muối chua. Mình cắt nhỏ, rửa sạch để ráo. Xong rồi bỏ muối, bỏ vô cái thau vậy nè, bỏ muối vô thôi. Trộn một lần cho nó đều với muối. Để đó ngâm 10 phút thì mới bắt đầu nó bị mềm lại. Trở lại 10 phút sau trộn lại, xốc nó lên. Để đó thêm được 10 phút nữa, làm như vậy thêm hai lần nữa, có nghĩa là total là 4 lần. Cứ trộn, đừng có bỏ muối thêm nữa, bỏ muối lần đầu thôi, bỏ chừng một cốc muối hoặc nửa cốc, nhưng mà lúc mà nó ra nước á thì bắt đầu bỏ ra, đừng có bỏ nước vô rửa lại nha, chỉ nó mềm rồi bỏ nước ra lại, đổ nước ra. Xong xu thấy nó mềm 4 lần rồi đó, chọn trộn một cốc giấm, một cốc đường, đường vàng vàng hoặc là đường đường trắng cũng được, một cốc này một cốc kia, một cốc giấm một cốc đường, trộn đều nó lên, quậy đều nó rồi đổ vô ngâm như vậy, trộn hai lần nữa thì nó chín, có thể ăn trong cuối ngày. Còn muốn nó ngừng chua thì bỏ vô hũ, bỏ vô tủ lạnh.